chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường.
cùng giới thiên giới, xin các ngài tùy thị công đức đã thể hiện, rồi hộ trì phần pháp mãi soi sáng nhân thiên, luân độ hướng thái bình, muôn người sống lạc nghiệp. Mẹ cha và thầy tổ quyên thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu, tiểu bình giúp khổ sầu, ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu, nhân tâm cầu giác ngộ. Đăng hoa ca mê vun nhân a sa wa ca gia hoa an hô tu a na ga tê ca lê. Con đã trong sanh làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Dhamma trên Bo Talk mỗi ngày 2 giờ giờ mùa hè Việt Nam, từ 8 giờ đến 10 giờ PM tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Nguyên Thông thành kính đảnh lễ. Thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào các đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 22 tháng 6 năm 2020 Phật lịch 2564, đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh biên soạn do Tỳ kheo Giác Đẳng giảng sư Tỳ kheo Thượng Tọa Tuệ Siêu điều họp thảo luận Tỳ kheo Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con thành kính thỉnh mời Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, đã thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đặt kinh lễ bái Tam Bảo. Tiếp tục chương trình, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, một cuộc sống năng động bình thường mà chúng ta thấy đó là một cuộc sống có hoài bão, có ước muốn, và từ hoài bão ước muốn đó người ta
đưa ra những cái hành động để những hoài bão ước muốn được hiện thực. Đối với người cư sĩ thì thông thường rất là đơn giản, là một khi muốn nhà, muốn xe, muốn có học vị, muốn có địa vị thì đi làm, đi học, phấn đấu ở trong danh lợi mà đạt được những điều đó. Đời sống của một vị tu sĩ, một vị xuất gia thì cũng có ước muốn, cũng có hoài bão, nhưng mà thường nó rơi vào trong tình trạng gọi là lực bất tòng tâm. Ví dụ như có nhiều vị xuất gia cũng muốn có chùa, có nhiều vị xuất gia cũng muốn được cái này, được cái kia, nhưng mà rồi lại không có cái phương tiện đạt đến điều đó. Nhiều khi cảm thấy rằng mình không có khả năng, dù khả năng rất là bé nhỏ. Ở trong bài kinh ước muốn này, thưa quý vị, Đức Phật Ngài cho chúng ta những người ý rất là quan trọng. Ví dụ như là một vị muốn được các bạn đồng và bạn thương mến mình, thì không phải là mình chạy theo mình xã giao, không chạy theo mình, chạy theo họ, mà mình hướng tâm vào sự tu tập. Sự tu tập ở đây tức là được nhấn mạnh về giới bụng. Một bài kinh cho chúng ta nhìn một cái nhìn rất là khác về hoài bão và cái hướng đi để thực hiện những hoài bão đó. Mời quý Phật tử lắng nghe chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ được nghe ý nghĩa rộng rãi này từ chúng ta tự siêu vì giảng đường của chương trình hôm nay. Dạ xin cảm ơn Thượng tọa Giác Đẳng đã dẫn nhập bài học. Tiếp tục chương trình, chúng ta đi vào giới thiệu phần đọc nội dung bài học. Lớp Phật Pháp Buddha Thamma, giáo trình Trung Bộ Kinh, bài học ngày 21 tháng 6. Kinh Ước Nguyện Akankheya Sutta. Tên kinh được gọi là Kinh Ước Nguyện vì nội dung bài kinh đề cập về ước vọng của một vị tỳ kheo trong cuộc sống hàng ngày cũng như những thành tựu xa hơn trong hành trình tu tập. Nói chính xác thì bài kinh này Đức Phật giảng về lợi ích của hành trì giới bổn. Sự nghiêm trì có học pháp là căn bản bước đầu của giới định tuệ. Chính sự tu tập mỹ mãn tam học khiến những ước vọng trong đời sống phạm hạnh được thành tựu. Qua những ước vọng của một vị tỳ kheo tu tập mà Đức Phật đã đề cập cho thấy một số khía cạnh quan trọng của thành quả tu hành. 025. Hành trì giới quẩn Patimokkha. Phật ngôn mở đầu pháp thoại với lời kêu gọi sống đầy đủ giới hạnh Sampanasila Phikkave Viharatha với những điểm sau: A. Thực hành viên mãn giới bổn Sampanapatimokkha. B. Sống phòng hộ với sự phòng hộ giới bổn Patimokkha Sangvarasangbutta Viharatha. C. Đầy đủ tư cách của người chỉ lui tới những nơi thích đáng Acharago Charasampanna. D. Ý thức sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt Anupmatte Suvi Viche Suphayada Savino. E. Chân chánh thọ trì các học giới Samada Yasikata Sikapade Su Patimukha là danh từ của Pali cộng cho chữ mốt khá. Pa tí nghĩa là hộ trì, gìn giữ, canh gác. Mốt khá nghĩa là giải thoát, giải phóng, là danh từ riêng chỉ cho giới bổn Đức Phật ban hành cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Giới bổn tỳ kheo có 227 học giới, giới bổn tỳ kheo ni có 311 giới. Trong Hán Tạng, thuật ngữ Pa tí mốt khá dịch là biệt biệt giải thoát, có ý nghĩa là giữ một điều giới luật thì giải thoát một trói buộc. Ý nghĩa này không có trong tạng Pali, mặc dù đôi khi một số dịch giả có thể sử dụng. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi xá vệ tại Chetavana Kỳ Đà Lâm, vườn Amana Thấp Yên Đi Cá cấp cô độc ở đây, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau:
Này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và học trì để học tập các học giới. Không hay sao, những ước nguyện và hoài bão của những vị xuất gia, những mong cầu suông thường không thành tựu như ôm cây đợi thỏ, trái lại những sở có thể như nguyên. Nếu một vị tu sĩ có những đức tánh như sau: a, đầy đủ giới hạnh si le ve sa patipura kari; b, nội tâm an tịnh a chắc tăng che tu sam matha manus yukto; c, định tâm không gián đoạn anira kata chano; d, thành tựu minh sát vipassana samana gato; e, là người chuộng sống nơi trống vắng ruheta sunya garanang. Những ước muốn trong cuộc sống hàng ngày. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn, thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện rằng mong rằng ta sẽ được các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàn tỏa và các dược phẩm trị bệnh, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu có tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sàn tỏa và các dược phẩm trị bệnh, mong rằng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết và mệnh chung nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ và nhờ vậy được quả báo lớn, lợi ích lớn, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chứ không phải là bất lạc nhiếp phục ta, mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chứ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta, mong rằng ta luôn sống nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịnh. Những ước muốn thiền định đạo quả. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện có những giải thoát tịch tịnh, siêu thoát sắc giới thuộc vô sắc giới, mong rằng ta có thể cảm xúc với thân và sống an trú trong cảnh giới ấy, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử, chứng quả dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến chánh giác, tỳ kheo ấy phải an trụ, phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt ba kiết sử làm cho mũi lượt tham sân si, ta chứng được Như Lai, chỉ phải trở lại đời một lần nữa để đoạn tận khổ đau, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được quá sanh, chứng diệt nước bàn, ngay cả cảnh giới ấy không còn trở lui thế giới này nữa, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên các trú xứ không tịnh. Những ước muốn xa hơn thiền định và đạo quả. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân ta hiện ra nhiều thân, nhiều thân ta hiện ra một thân, ta hiện hình biến hình đi ngang qua vách, qua thành, qua núi như đi ngang qua hư không,
ta độn thổ trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước, ta đi trên nước không chìm như trên đất liền, ta ngồi kiết già đi hư không như con chim, với bàn tay ta chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có đại quay lực, đại quay thần như vậy, ta có thể, thân ta có thần thông bay đi đến Phạm Thiên. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên các trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo cứ ước nguyện mong rằng với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên các trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng với tâm của ta, ta biết được tâm của các chúng sanh và loài người, tâm có tham, ta biết tâm có tham, tâm không tham, ta biết tâm không tham, tâm có sân, ta biết tâm có sân, tâm không sân, ta biết tâm không sân, tâm có si, ta biết tâm có si, tâm không si, ta biết tâm không si, tâm chuyên chú, ta biết tâm chuyên chú, tâm tán loạn, ta biết tâm tán loạn, tâm đại hành, ta biết tâm đại hành, tâm không đại hành, ta biết tâm không đại hành, tâm chưa vô thượng, ta biết tâm chưa vô thượng, tâm vô thượng, ta biết tâm vô thượng, tâm thiền định, ta biết tâm thiền định, tâm không thiền định, ta biết tâm không thiền định, tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát, tâm không giải thoát, ta biết tâm không giải thoát, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên các xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả và thành kiếp, ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, thọ mạng đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ như thế này, thọ mạng đến mức như thế này, sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ở chỗ đây, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật như trên các trú xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng với thiên nhãn thường tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống và sự chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của chúng. Các tôn giả chúng sanh nào làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Còn các tôn giả chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ keo, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các thứ không tịnh. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải thoát không có, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các xứ không tịnh. Này các tỳ kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh lãnh thọ và tu học các học giới. Như vậy, phàm đã nói gì, chính duyên ở đây mà nói như vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đó là hết bản kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin nhờ dừng lời lại cho con kính mời sư phụ Tuệ Siêu thuyết pháp hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính mời
Thượng tọa Tuệ Siêu. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Gia Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tịnh Bằng Đệ Tử Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Người cư sĩ ở bên ngoài khi mà họ ước muốn được cái ăn cái mặc, ước muốn có nhà cửa để ở, ước muốn có danh vọng, thì họ phải nỗ lực học tập, học nghề nghiệp và đi làm mới thành tựu được những ước muốn bậc xuất gia. Bậc xuất gia cũng có những ước muốn, như là những ước muốn trong đời sống hàng ngày, những ước muốn về thiền định đạo quả, hữu học, và những ước muốn về thần thông thân trí. Nhưng mà vị xuất gia ước muốn như vậy thì để cho thành tựu được những ước muốn đó, Đức Phật đã dạy một tỳ kheo phải sống đầy đủ, thọ trì đầy đủ giới bộ, phòng hộ giới bộ, đầy đủ tư cách của một người chỉ lui tới nơi những thích đáng. Ý thức được sự hiện trong các lỗi nhỏ nhặt, chân chánh thọ trì các học giới, giới thành nền tảng cho cái sự tu tập. Ngoài ra đó thì vị tỳ kheo muốn thành tựu cái ước muốn phải sống với nội tâm an tịnh, thiền định không gián đoạn, thành tựu minh sát, là người chuộng sống nơi thanh vắng.
Ở đây thưa quý vị, khi người Phật tử chúng ta, khi chúng ta đọc qua cái bài kinh này, trong cái đoạn đầu mà Đức Phật đã dạy, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo có ước nguyện, có ước muốn, mong rằng ta được các bạn đồng phạm hạnh thương mến yêu quý, cung kính và tôn trọng, tỳ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tịnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu minh sát. Chuộng sống ở những cái trú xứ trống vắng, thì cái sự mong ước đó chúng ta cũng thấy là cái chuyện bình thường. Nhưng mà những cái ước muốn của vị tỳ kheo, như là nếu tỳ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các quan khất thực sàng tọa và dược phẩm trị bệnh, mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng như y phục, các quan khất thực sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, mong rằng hành động của những vị tạo ra vật dụng ấy được quả báo lớn lợi lớn, vân vân. Thì ở đây có hai điều mà chúng ta cần phải hiểu. Chúng ta thấy có vẻ như là Đức Phật này khuyến khích các vị tỳ kheo tu tập và có những cái ước muốn gần giống như là danh và lợi, muốn các bạn đồng phạm hạnh tôn trọng kính lễ mình, muốn mình được phát sanh những cái lợi lộc như y phục, vật thực, sàng tọa, thuốc trị bệnh. Khi vị tỳ kheo có ước muốn như vậy để được thành tựu, thì vị tỳ kheo đó phải viên mãn giới luật, nội tâm an tịnh, định tâm không gián đoạn, thành tựu tuệ minh sát, là người chuộng sống nơi thanh vắng, thời sẽ được thành tựu. Chúng ta nghe hai điều đó, chúng ta có cảm giác như thế. Thì ở đây thưa quý vị, thực ra thì ở đây dù tỳ kheo có ước muốn hay là không ước muốn, nhưng hễ vị đó thành tựu những cái đức tánh như là viên mãn giới hạnh, nội tâm an tịnh, định tâm không gián đoạn, thành tựu minh sát, là người chuộng sống nơi trống vắng, thì tự nhiên vị ấy được các bạn đồng phong hạnh yêu mến, kính trọng. Và khi một người, một vị tỳ kheo mà thành tựu viên mãn thì giới hạnh vân vân, thì tự nhiên vị đó sẽ nhận được
cái sự cúng dường lợi lộc, bốn món vật dụng. Cái đó là lẽ tự nhiên. Nhưng mà ở đây đó, nếu vấn đề nếu vị tỳ kheo ước muốn vân vân thì phải viên mãn giới hạnh. Đó không phải là một điều mà Đức Phật Ngài xuống dụng các vị tỳ kheo có sự mong mỏi trong lời đắc cung kính, mà Ngài chỉ muốn nói rằng khi vị tỳ kheo sống theo giới, có thiền định, có tuệ minh sát, là người thích sống ở nơi trống vắng, nơi thanh vắng, thì vị đó thành tựu thôi. Còn ở cái ước muốn thứ ba, thứ tư, thì chúng ta thấy cái sự ước muốn này là hợp lẽ. Tức là vị tỳ kheo có ước muốn mong rằng hành động của những người tạo ra bốn món vật dụng cúng dường cho ta hưởng thọ dụng, như y phục, thực phẩm, sàng tọa và dược phẩm, thì mong rằng họ sẽ được quả báo lớn, lợi ích lớn. Thì vị tỳ kheo sau khi suy nghĩ như vậy, vị đó hãy viên mãn về giới luật. Nội tâm an tịnh, định tâm không gián đoạn, thành tựu minh sát, là người chuộng sống nơi thanh vắng. Khi mà vị tỳ kheo, cái điều này có nghĩa là vị tỳ kheo mong muốn những cư sĩ mà họ đem bốn món vật đến cúng dường cho tỳ kheo thọ dụng được quả báo lớn, lợi ích lớn, thì vị tỳ kheo phải có những cái đức tánh tốt đẹp của Sa môn. Thì cái điều này rất là hợp lý. Lần nữa, một vị tỳ kheo khi khởi lên cái ước muốn rằng mong những bà con quý thuộc của ta khi sắp lâm chung, họ nghĩ đến ta với cái tâm quan hỷ, và nhờ vậy họ sẽ được quả báo lớn, lợi ích lớn. Thưa quý vị, điều mà người ta thường nói rằng nhất nhân hành đạo cửu nguyện thăng,
Đã chưa hẳn thôi. Ở trong gia tộc có một người xuất gia, mà người xuất gia đó tu tập với những cái đức tánh cao quý như là nghiêm trì giới luật, nội tâm an tĩnh, thiền định không gián đoạn, thành tựu minh sát, hay là thích sống nơi thanh vắng. Nếu được như vậy đó, thì khi thân bằng quyến thuộc mà nghĩ đến vị tỳ kheo quyến thuộc của mình, họ sẽ phát tâm quan hỷ. Nhờ cái sự quan hỷ đó, cho nên quyến thuộc sau khi mệnh chung sẽ được sanh về những cảnh giới an lạc. Thì trong trường hợp đó mới đúng cái câu gọi là nhất nhân hành đạo của vị thân. Chứ còn nếu như ở trong gia tộc có một người xuất gia và vị đó chỉ xuất gia vì ham vui hay là vì lợi lộc, hoặc là vị đó xuất gia mà vị đó không có viên mãn về giới hạnh, vị đó không có thiền định, và các quý thuộc khi nghĩ đến vị tỳ kheo gia tộc mà tâm không quan hỷ thì làm sao mà họ siêu sanh được. Cho nên cái điều này chúng ta cần phải hiểu là phải có được cái sự thành tựu thiện pháp ở hai bên, thành tựu ở vị tỳ kheo thì vị đó nghĩ rằng môn quý thuộc của ta trong giờ sắp lâm chung nghĩ đến ta, họ có sự quan hỷ và họ được lợi ích lớn, quả báo lớn, lượng sanh được cõi trời, thì vị tỳ kheo tu tập về những cái đức tánh cao quý và một điều kiện nữa là người thân quyến thuộc phải có cái sự quan hỷ được, quan hỷ với hạnh tu của vị tỳ kheo họ hàng của mình, thì như vậy mới siêu thoát. Thì đó là những điều mong ước nó có ý nghĩa như vậy. Chúng ta chớ có tưởng lầm là Đức Phật ngài khuyến khích các vị tỳ kheo tu hành là phải ước muốn được lợi đắc cung kính, không phải. Mà ngài muốn nói rằng khi vị tỳ kheo viên mãn giới hạnh vân vân, thì vị đó khi khởi lên ước muốn được các bạn đồng bộ hạnh cung kính, và 44 Phật dụng phát sanh, thì vị tỳ kheo sẽ được thành tựu như ý muốn. Nhưng một điều mà chúng ta phải chú ý nữa, đó là trong đời sống hàng ngày, khi vị tỳ kheo có ước nguyện
ta sẽ nhiếp phục các cảm thọ. Thì vị tỳ kheo cũng phải là người thành tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu tuệ minh sát. Thì khi vị tỳ kheo mà thành tựu những cái đức tánh cao quý đó, thì vị này có khả năng kham nhẫn được với những cảm thọ nó phát sinh, thọ khổ hay thọ lạc, phi khổ phi lạc. Lần nữa, trong đời sống hàng ngày, khi mà vị tỳ kheo mong mỏi, mong rằng ta nhiếp phục được sự sợ hãi khiếp đảm, và ta luôn luôn nhiếp phục được sợ hãi khiếp đảm khởi lên. Khi mà vị tỳ kheo suy nghĩ như vậy, vị tỳ kheo phải biết rằng là khi mình viên mãn với giới hạnh, thành tựu thiền định, tu tập không gián đoạn và thành tựu tuệ minh sát, sống ở nơi thanh tịnh, thích sống nơi thanh tịnh, thì vị tỳ kheo đó sẽ được thành tựu cái tâm tự tin, không có sợ hãi trước những tình cảnh nào hết. Bởi vì khi vị tỳ kheo thành tựu được năm cái đức tính tốt đẹp, thì vị tỳ kheo có cái lòng tự tin dạng dĩ, nhiếp phục được những cái sự sợ hãi khiếp đảm đó. Như vậy sáu cái điều ước muốn thông thường mà vị tỳ kheo khó suy nghĩ, thì vị tỳ kheo mà thành tựu được những cái đức tánh cao quý của sa môn, thì vị đó sẽ thành tựu những ước nguyện. Rồi Đức Phật còn giải tiếp: vị tỳ kheo tiến xa hơn nữa, tức là ước muốn đắc thiền định và đạo quả. Vị tỳ kheo có ước nguyện chứng được bốn thiền, có ước nguyện đạt được cái sự giải thoát, thời giải thoát sắc giới, vô sắc giới. Vị tỳ kheo có ước nguyện đắc chứng được đạo quả Tu Đà Quần, Tứ Đà Hàm và A Na Hàm. Nếu mà vị tỳ kheo có ước nguyện như vậy, thì vị tỳ kheo nó phải thành tựu những cái đức tính, vị tỳ kheo phải có những cái đức tánh cao quý, đầy đủ giới hạnh, nội tâm an tịnh, định tâm không gián đoạn, thành tựu minh sát, là người chủ sống nơi thanh vắng. Thì ở cái đoạn này, nói đến vị tỳ kheo khi mà ước nguyện
đắc chứng thiền định và đạo quả. Ước vị đó thành tựu là do nhờ vị đó thành tựu về những đức tánh cao quý, chứ không phải nguyện suông, không phải ước muốn suông. Có chỗ Đức Phật Ngài đã dạy, cũng ở trong trung bộ kinh này, một con người, một vị tỳ kheo tu tập đi đúng theo chánh đạo, dù vị đó muốn hay là không muốn thì nó cũng sẽ được thành tựu những cái điều tốt đẹp. Rồi ở đây thưa quý vị, qua đến cái ước nguyện cao hơn, tức là vị tỳ kheo khởi lên ước muốn thành tựu thần thông thắng trí. Tức là thành tựu về lục thông. Ví quá thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, tức là sanh tử thông và lậu tận thông. Không phải ước muốn suông là đúng, là có, là thành. Mà vị tỳ kheo khi có ước muốn được đắc chứng sáu thần thông thông trí đó, là vị tỳ kheo phải có được những cái đức tánh cao quý như là viên mãn giới hạnh, nội tâm an tĩnh, thiền định không gián đoạn. Có thiền minh sát và chủ nơi thanh vắng. Chính vì những cái đức tánh cao quý đó mà vị tỳ kheo có được, mới làm nền tảng cho cái sự đắc chứng được thần thông thắng trí đến quả A-la-hán. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu là nếu Đức Phật Ngài chỉ nói đến vị tỳ kheo giữ giới tốt đẹp, thiền định cho tinh tấn, và sống ở trú xứ thanh vắng, thì vị tỳ kheo đó ước muốn về thiền định, đạo quả và thần thông thắng trí thì sẽ được thành tựu. Thế thì cái điều này sẽ có người hỏi rằng, nếu vị tỳ kheo tu hành chân chánh như vậy, vị đó có được lợi đắc cung kính phát sanh hay không? Thì ở đây thưa quý vị, chính điểm này mà Đức Phật Ngài mới dạy ở hai cái điểm đầu. Nhưng mà về những ước muốn thông thường thì có sáu cái ước muốn, và tất cả những ước muốn đó, ước nguyện đó, nó được thành tựu
là phải có tạo cái nhân, cái nền tảng, một cái quy đức mới thành tựu được. Cũng giống như một người muốn mình được khỏe, không bệnh, muốn mình có sức mạnh, có thể nhấc nổi một cái vật nặng, vân vân, thì khi người có sự muốn sức khỏe muốn có cái sức mạnh thì người đó phải ăn uống cho đầy đủ, sinh hoạt bốn quy y cho nó điều hòa, vân vân, thì người đó sẽ khỏe. Cũng vậy, khi một vị tỳ kheo mà có sự ước muốn thiền định đạo quả, hay là ước muốn được lợi lộc nó phát sinh, có lợi đắc cung kính, thì vị tỳ kheo phải thành tựu những cái thiện pháp cao quý. Cái điều đó Đức Phật dạy rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta nói đến 17 ước nguyện của vị tỳ kheo, để vị tỳ kheo có được năm cái đức tánh cao quý, thì bây giờ chúng ta hãy nói qua ý nghĩa của năm cái đức tánh. Điều mà nói rằng thành tựu dưới bổn sống phùng hộ, tức là vị đó thành tựu về Patimokkha Sanghārasīla, là giới thu thúc lục y. Như ở trong bộ quý phân giác có đề cập đến lời Đức Phật dạy ở đây, vị tỳ kheo thu thúc với sự thu thúc với việc giải thoát thành tựu phóng hạnh và hành xứ, thấy sợ hãi trong các lỗi do nhập thọ trì và học tập trong các học giới. Phật ngôn này ở cái chỗ này chúng ta cần được hiểu rộng rãi với cái sự giải thích chi tiết mà ở trong Thanh Tịnh Đạo ngài Cố Thân Cố Xá ngài đã giải thích.
thu thúc với sự thu thúc giới biệt giải thoát. Chữ Patimokkha, biệt giải thoát giới, là những học giới giúp cho người thọ trì Pati. Chữ Pati có nghĩa là người thọ trì thoát khỏi khổ cảnh đọa xứ. Thoát khỏi là Mokkhiti. Mokkhiti như vậy thì ở trong thanh tịnh đạo đó, khi mình giải thích cái chữ Patimokkha, chữ Pati nó không phải là một cái tiếp đầu ngữ. Chữ Pa trường âm và chữ Ti thì tác có chấm chấm dưới, tức là nó thuộc về Muttachat, tức là thuộc về hầu âm. Thì chữ ba tư mốc khác được tách ra, chữ ba tí ở đây tức là người thọ trì, và chữ mốc khác ở đây tức là từ cái động từ mốc, mốc khi tí. Như vậy ba tư mốc có nghĩa là những học giới giúp cho người thọ trì được thoát khỏi khổ cảnh đọa xứ. Mà ghép chung với chữ Sanghara, Patimokkha Sanghara, thu thúc với luật giải thoát, biệt giải thoát là sự chế ngự sở hành quấy bằng giới bổn đã được Đức Phật quy định. Chữ Sanghuto là canh giữ phòng hộ thân khẩu không có vi phạm điều học. Còn cái chữ mà gọi là đầy đủ tư cách của người chỉ lưu tới nơi thích đáng, cái này ở thanh tịnh đạo giải thích cái câu mà Achara, Achara, Gochara, Sampanno, là thành tựu phẩm hạnh và hạnh xứng. Ở đây ngài Bồ Tát Cô Sáng này tách ra làm đôi, thứ gọi là phẩm hạnh Achara, tức là sở hành về thân, sở hành về khẩu được tốt đẹp, không phạm tội, chân chánh và chân chánh hơn mà. Cái đó chúng ta gọi là cái hạnh kiểm, hay gọi là cái phẩm hạnh. Vì ngài có giải thích ngược lại, nếu một người có thân hành phạm tội, khẩu hành phạm tội nuôi mạng theo cách bất chánh như thế gọi là phi phẩm hạnh, anachara. Vì ngài giải thích nó đi cập có những cái từ tích cực và những cái danh từ có ý nghĩa tiêu cực, hai cái đối đãi với nhau. Vì thế cho nên chúng ta dựa vào cái chỗ mà ngài giải thích như thế, chúng ta mới dịch cái chữ achara là phẩm hạnh, bởi vì có chữ phi phẩm hạnh ở trong này nữa. Còn cái chữ gochara đó thì là hành xứ, là chỗ đi đến, đi đến chỗ đáng đi. Còn vị tỳ kheo mà đi đến cái chỗ không đáng đi đó thì gọi là phi hành xứ, cái chỗ không đáng đi gọi phi hành xứ, gọi là agochara, agochara. Cái chỗ đáng đi của vị tỳ kheo là vị tỳ kheo lai vãng chỗ có bậc trí thức, bậc thiện trí thức, chỗ có bốn y cà sa, tức là có các vị tu sĩ, chỗ có người cư sĩ tính tâm hộ độ bậc tu hành,
Như thế gọi là thành tựu về hành xứ. Vị tỳ kheo trú giới sẽ không có lai vãng chỗ không nên đến, như là chỗ đàn bà quá bụa, hay là gái lỡ thời, hoặc là chỗ ở của người lưỡng tính, chỗ ở tỳ kheo ni, quán rượu lầu xanh, hoặc chỗ các ngoại đạo, chỗ vua chúa quan viên, chỗ những gia đình không có tính tâm, là những người thường gây phiền toái cho tăng ni, đó gọi là phi hành xứ Agucara. Vị tỳ kheo có sở hành tốt đẹp và chỉ lai vãng cái chỗ đáng lai vãng, đây gọi là thành tựu phẩm hạnh và hành xứ Acharya, Acharya Gotara Sambandhu. Còn cái câu mà nói rằng là ý thức sự nguy hiểm cho các lỗi nhỏ nhặt, Anubhatte Sut Vati Sut Phayadasavi, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, nghĩa là dù đối với các lỗi vô ý trong ưng hợp pháp, hay là đối với các điều giới thuộc về tội tác ác, không phải là tội lớn trong giới bổn, nhưng tùy theo thú giới có tàm quý vẫn thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt ấy. Kế tiếp, e tức là cái câu mà nói rằng chân chánh thọ trì các học giới, samadaya sikkhatha sikkhapadesu, nghĩa là khi đã thọ giới, bị thực hành nghiêm túc tất cả điều học đã thọ trì, từ giới trọng đến giới khinh, ví như một người sau khi thu hoạch được tài sản dù lớn dù nhỏ, người ấy cố gìn giữ tài sản ấy. Ý nghĩa này ở trong cái bài học ngày hôm nay có những điều mà được ở trong Thanh Tịnh Đạo Ngài Bồ Tát Khô Sát, Ngài đã giải thích từng câu, từng lời, từng ý nghĩa như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi muốn trình bày thêm để chúng ta tham khảo những cái ý nghĩa chú giải này. Chúng tôi rất thích, thưa quý vị, cái đó gọi là đầy đủ giới hạnh. Còn nội tâm an tịnh á, tức là Achatang Cheto Samatha Anuyuto, vị này làm cho nội tâm được vắng lặng năm triền cái, như vậy gọi là nội tâm an tịnh. Năm triền cái đó Nivarana, tức là dục dục cái, tức là tham dục, cái sự ham muốn sắc đẹp, thứ hai mùi thơm vị ngon xúc lạc, làm cho vắng lặng sân độc cái, làm cho vắng lặng hung thủy cái, làm cho vắng lặng trạo hối cái, làm cho vắng lặng hoài nghi cái. Như vậy khi mà vị tỳ kheo làm cho nội tâm vắng lặng, tức là vắng lặng năm triền cái, an tịnh được năm triền cái, định tâm không gián đoạn,
Anirakata Chana. Tức là vị này trú thiền buổi sáng như ngày Xá Lợi Phất, ngày có thuyết buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối. Vị tỳ kheo muốn an trú loại thiền nào thì vị đó sẽ an trú một cách tự tại, như vậy gọi là trú thiền không có gián đoạn. Còn thành tựu minh sát vipassana samanagato, tức là vị tỳ kheo luôn có trách nhiệm tỉnh giác đối với thân ngũ uẩn này. Minh sát pháp ngũ vi hay là ngũ uẩn, nó là vô thường, khổ, vô ngã. Như câu Đức Phật ngài nói rằng Sati Sankhara Anicchati Yada Panya Vipassati. Sape Sankhara Dukkhati Yada Panya Vipassati. Sape Thambanatati Yada Panya Vipassati. Khi nào, khi với trí tuệ thấy rõ các hành là vô thường, các hành là khổ đau, các pháp là vô ngã. Apanipadatindukhe-e-sapakku-sukhya. Thời sẽ yểm ly sự khổ, tức là nhàm chán sự khổ, nhàm chán cái khổ đương hồn. E-sapakku-sukhya. Thì đó là đạo lộ thanh tịnh, nghĩa là thanh tịnh đạo. Cho nên cái sự thành tựu minh sát trong cái ý nghĩa là vị này có tuệ quán thấy được danh sắc hay ngũ uẩn là vô thường, khổ đau, vô ngã. Tiếp đến cái điều thứ năm đó, câu mà nói rằng là người chuộng sống nơi trống vắng. Hay ở trong bản dịch gọi là thích sống tại các trú xứ không tịnh. Cái chữ sunyagara ở đây cái nghĩa đen của nó tức là ngôi nhà trống. Ngôi nhà trống ở đây là ám chỉ cho một cái nơi trống vắng, không có vị ồn ào bởi người dân họ sinh hoạt, người trong làng họ sinh hoạt, không có bị ồn ào. Thì như vậy gọi là nơi trống vắng. Thì với năm cái đức tính tốt đẹp này, vị tỳ kheo có được, thì khi mà vị tỳ kheo
khởi lên ước 17 ước muốn như đã trình bày. Thì vị tỳ kheo sẽ được thành tựu. 17 ước muốn đó, mong rằng ta được các bạn đồng hồn hạnh kính trọng, mong rằng ta nhận được 4 vật dụng nhu yếu, mong rằng những ai đã cúng dường 4 vật dụng cho ta, người những người ấy sẽ được quả báo lớn lên lớn. Mong rằng các bà con huyết thống khi sắp hạnh chung mà nghĩ đến ta với tâm quan hỷ, họ được sanh về, sanh về cõi trời. Mong rằng ta nhiếp phục sợ hãi và khiếp đảm. Mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, tức là vui và khổ, không để nó chi phối tâm. Mong rằng ta chứng được 4 thiền. Mong rằng ta sống cảm xúc với những cảnh giới giải thoát thật tịnh, như là thị sắc giới, thị vô sắc giới. Mong rằng ta đắc quả dựng lưu. Mong rằng ta đắc quả nhất lai. Mong rằng ta đắc quả bất lai. Mong rằng ta sẽ đắc được thần thông, 6 thần thông tăng trí. Thì như vậy là những điều ước muốn mà trong đời sống tu hành một vị xuất gia thường khởi lên, và vị đó khi có được 5 cái đức tánh cao quý thì ước muốn nào thì nó sẽ thành tựu như thế. Ở, nói tóm lại là trong bài kinh này muốn nhắc đến một điều là người xuất gia, người tại gia có ước muốn của người tại gia, và người xuất gia cũng có những ước muốn của người xuất gia. Nhưng mà những ước muốn này không phải là ngồi đó mà cầu nguyện cho có, mà những ước muốn này nó thành tựu từ nơi cái thực chất vị đó tu hành. Chỉ vậy thôi. Đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng về cái bài kinh ước nguyện. Kính chúc chư tôn đức được an lạc. Kính chúc quý Phật tử được sao vô tiến hóa. Bây giờ xin được cung kính thượng tọa giác đẳng điều hợp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Chào chú, kính thưa thầy tổ sư. Mà thưa tổ sư, chỉ hỏi thưa tổ một câu rồi sau thầy để thưa tổ suy nghĩ đó là có một quan niệm mà nó hơi ngược lại với bài kinh này một chút, tức là mình sống á, mà đời sống tu hành thì không nên có ước muốn. Ở trong thiền tông của Trung Hoa và Nhật Bản á, thì họ gọi đó là sự vọng niệm. Vọng niệm tức là muốn cái này muốn cái kia. Và ở trong kinh tạng Pali cũng có câu là hễ có hy cầu thì có dao động, tức là có ước muốn thì có dao động, mà có dao động thì không có khinh năng. Nhưng mà không có hy cầu thì không có dao động, không dao động không có khinh năng. Thì như vậy nếu một vị tân xuất gia và vị đó hỏi một vị giáo thọ rằng như vậy trong đời sống tu hành mình nên có ước muốn và nên tìm cách để thực hiện ước muốn đó hay không,
thì chúng tôi trả lời thế nào? Kính thưa Thượng tọa. Kính thưa quý vị, Đức Phật Ngài có dạy rằng Ichang Naram Parikasati, nguyện vọng dẫn dắt người chúng ta làm cái việc gì, chúng ta cũng phải có cái sự mong ước được thành tựu. Thì ở đây không phải tất cả cái sự mong mỏi nào, cái sự mong muốn nào cũng là bất thiện hết. Nếu như Kamachanda dục dục, tức là sự ước muốn hưởng thụ các cái lạc thú trần gian như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì cái đó thuộc bất thiện. Nhưng mà nếu mà chúng ta ước muốn được thành tựu những cái công việc tu hành, hay là cái việc mà chúng ta ước muốn đi làm phước, ước muốn tạo phước, ước muốn tu thiền, ước muốn đắc đạo quả, vân vân, thì cái đó được gọi là Dhammacchanda, là pháp dục. Cái này thuộc thiện pháp chứ không phải là bất thiện pháp, cho nên đừng có sợ. Chúng tôi rất ngại khi mà những người họ chưa chi là họ đã tỏ như là mình đã vượt qua những cái tầm thường của kẻ phàm phu. Chẳng hạn như khi mà học mà cố gắng nhớ những danh từ hoặc là nhớ những cái con số như trong Vi Diệu Pháp chẳng hạn, tâm có bao nhiêu, tâm sở phối hợp với tâm, tâm nhiếp được bao nhiêu sở hữu, với những cái từ ngữ đó, những con số đó, họ nói nếu như vậy học Vi Diệu Pháp là cố chấp rơi vào cố chấp. Khi mà chúng ta còn nổi trôi trên biển cả đó, thì hãy mà chúng ta vớ được cái tấm ván hay là một cái khúc gỗ, thì chúng ta cứ việc bám theo cái khúc gỗ, cái tấm ván đó để mà chúng ta khỏi bị chìm và chúng ta bơi vào bờ. Chừng nào vào bờ rồi chúng ta bỏ bè, bỏ ván đó, chúng ta đi vì đã được an toàn. Cái đó không phải là cố chấp, mà đang nổi trôi ở trên mặt nước sắp chết đuối, mà bây giờ mà nói là cái tấm ván nó trôi như vậy, nếu mà mình vớ lấy, mình ôm khư khư là mình có cái sự cố chấp, hay là mình lấy vật chưa cho chẳng hạn. Mấy người hay nói theo cái giới luật đó,
thì vậy là họ sẽ bị chết đuối. Chừng nào mà đi lên bờ an toàn rồi, không cần phải cầm theo cái tấm ván đó, khúc gỗ đó, nhưng mà người này bị tiếc cái tấm ván hay khúc gỗ, cho nên thôi lên bờ để mang theo về nhà luôn để làm của, thì cái đó đó mới gọi là chắc, tham chắc. Cũng vậy, khi mà chúng ta chưa có chứng được đạo quả giải thoát, thì bây giờ mỗi mỗi hành động của chúng ta, mỗi mỗi việc làm của chúng ta, chúng ta đều phải có cái sự ước muốn. Chính nhờ cái sự ước muốn đó mà giúp cho chúng ta thành tựu được cái mục đích. Chúng ta tu mà chúng ta không có ước muốn, không có hoài bão đó, thì chúng ta sẽ không có cái động cơ nào mà để thúc giục chúng ta. Cho nên ở đây nếu có người hỏi chúng tôi là bậc xuất gia có nên ước muốn không, chúng nó mình còn đang đi học mà, còn đang là học trò đi học thì phải có hoài bão, hoài bão học cho thành tài để sau này đổ ông nghè, ông cử, ông tú tài, ông cử nhân, vân vân. Mình phải có cái nguyện vọng mình mới cố gắng học, chứ còn nếu mà học mà mình không có cái sự ước muốn thì cứ cấp sách đi đến trường hoài như vậy, làm sao mà lấy cái gì để chúng ta làm cái động cơ mà thôi thúc chúng ta được. Miễn làm sao cái sự ước muốn đó nó đừng có quá đáng và đừng có rơi vào cái tình trạng ác bất thiện pháp, bất chánh thôi. Còn sự ước muốn đó là phải có, bậc xuất gia là phải có sự ước muốn. Chúng tôi nhắc đến chỗ này, chúng tôi thường nói có ba điều đáng sợ của vị xuất gia là xuất gia không có mục đích. Thứ hai nữa là khi xuất gia rồi không có công việc làm, tức là không có làm gì lợi ích cho đời, cho giáo pháp. Nghĩa là không có dịch thuật, không có viết lách, không có nghiên cứu, cũng không có hành thiền, không có làm gì hết, tối ngày đi ra đi vào ở trong liêu phòng, qua ngày đoạn tháng như vậy thôi, nó buồn tẻ. Cái đó ở không là một điều đáng sợ. Chúng ta phải có việc làm. Thứ ba nữa là phải có cái niềm vui trong cái sự xuất gia, mình phải có cái gì đó để làm niềm vui, nó mới khích lệ chúng ta. Đời sống xuất gia mới chắc chắn, vui trong pháp học, vui trong pháp hành, vui trong thiền định đạo quả. Nói cho cùng là chúng ta vui trong cái việc mà chúng ta cất đi ngôi chùa, cái đó cũng hay thôi, nó sẽ giúp cho chúng ta gắn bó. Nói tóm lại tức là người xuất gia nên nuôi dưỡng những ước muốn để làm động lực cho sự tu tập, nên lắm. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa đã như vậy. Và bây giờ xin phép với Chư Tăng cho chúng tôi nghỉ. Sa thú kính trình Thượng Tọa Tuệ Sư. Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng nghe được kính trình Thượng Tọa trả lời cho câu thảo luận số 1.
Một lần nữa xin hỏi Thượng tọa Hợp Đăng, Thượng tọa có ở trước máy không? Dạ. Thượng tọa Hợp Đăng, ở trong bài kinh này có thể cho chúng ta một cái cảm tưởng là đôi khi chúng ta là muốn điều này mà lại làm điều kia. Ví dụ như là Đức Phật dạy ở đây là nếu mà mình muốn có được đầy đủ tứ sự, nếu mình có, mình muốn được các bạn đồng phẩm hạnh thương mến, mình muốn được quyến thuộc, được lợi lạc, mình muốn được những tín chủ lợi lạc, thì việc đầu tiên mà mình đã làm đó là giữ giới đi. Thì mình mới nghe mình rất lạ quá, tại sao mà mình muốn những điều đó là giữ giới? Tại sao mà ví dụ người đời họ muốn có tiền thì họ đi làm mới làm ra tiền? Thì Thượng tọa Pháp đang nghĩ là tại sao trong bài kinh này có vẻ như là mình muốn điều này mà mình lại làm điều kia, có phải như vậy không? Kính thỉnh Thượng tọa Pháp đặt. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì thật sự thì cái đời sống mà mình sống mà đúng theo giới luật á, thì những người Phật tử họ nhìn thấy họ cũng họ hoan hỷ. Chứ khi mình nói rằng sống mà đúng theo cái giới luật của Đức Phật á, là mình có những cái giới luật như là lục căn tu thúc thanh tịnh, hoặc là giới bổn thanh tịnh, nuôi mạng thanh tịnh, quán tưởng thanh tịnh đó, thì mình sống có tu thúc. Nói chung là sống có tu thúc như vậy là có cái tâm thiện, và cái cảnh để người ta nhìn vào đó, người ta cũng thấy cái cảnh thiện, nên ta khởi lên cái tâm mà muốn cúng dường những cái vật dụng cho những cái vị tỳ khưu như vậy. Theo con nghĩ rằng trong cái bài kinh này ngài nói thì chúng ta thấy rằng bởi vì Đức Phật là một cái bậc thuyết những cái pháp, mà những cái pháp đó nó mang lại cái lợi ích cho những người mà chưa có lòng tin hay là những người có lòng tin rồi. Thì Đức Phật này, chúng ta biết Đức Phật này chế luật là ngài đã nói rồi, ngài chế luật như vậy cho những người chưa có lòng tin có lòng tin, và những người có lòng tin rồi họ an trú lâu dài. Như vậy là cái chính những cái giới luật mà mình sống đúng thì đã làm cho họ có cái lòng tin, họ có cái lòng tin. Nên thường thường quý vị thấy trong những cái xứ quốc giáo đó, một cái vị tỳ khưu mà sống có cái những cái hạnh, những cái luật như Đức Phật ngày dạy đó, thì những cái vị đó đó mỗi ngày thức thực đúng theo pháp này cái nọ, thì người ta rất là hoan hỷ, người ta rất là hoan hỷ và là cúng dường vật thực hay là y phục hay là sàn tọa hay là dược phẩm trị bệnh. Thì chúng ta thấy nó có rất là nhiều cho giờ đến những cái xứ quốc giáo, hay là giờ chúng ta nói rằng những cái xứ quốc giáo đó thì luôn luôn là những vị tỳ khưu đó là thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Thì trong lời dạy của Đức Phật đó, nói về cái giới luật đó, thì chúng ta biết rằng cái giới luật về đi khất thực hay là cái giới luật mang y mang bát, cái giới luật mà đi khất thực, thì Đức Phật cũng dạy rất là kỹ lưỡng ở trong những cái điều học, và những cái điều học đó đó là những cái giới luật. Như vậy khi một cái người mà thực hành đúng theo cái giới luật của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy luôn luôn lúc nào nó cũng là cái cảnh thiện. Chúng ta thường thường nói đó, một cái người tu tập đó, mình hành theo cái lời dạy Đức Phật đó, thì người ta nhìn vào người ta rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ, và cái sự hoan hỷ đó thì họ có những cái gì mà họ có được nó, họ có thể đem dâng cúng đến chư tăng. Như vậy thì nó không có, mình nghĩ nhiều khi mình nghe trong bài kinh mình nghĩ trái ngược, nhưng mà thật sự ra mình nghĩ, mình thấy thật sự ra đó, thì khi mà một cái hình bóng của một cái người tu tập đó, mà có cái sự tu tập đúng theo cái quý vị quan hỷ chờ đợi trong giây lát, Thượng tọa Pháp Đăng đã rất biết rồi.
Không biết chừng nào chúng ta trở vào, chúng ta chờ đợi trong giây lát. Lúc này đường truyền của chiếc răng thì hơi có vấn đề. Có lẽ trong khi chờ đợi thượng tọa Pháp đang trở vào thì xin hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Tân nghe được không? Giờ quý vị không nghe được hả? Thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Một lần nữa xin hỏi thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa có nghe được không? Thượng tọa Tư Quyền ấy, thượng tọa có mặt ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Dạ, thưa tôi Tư Quyền, thưa tôi hoan hỷ trả lời cho câu này. Nếu một cái vị tỳ kheo mà trong lúc tu hành đó, mà luôn luôn tin rằng nếu mình tu hành đàng hoàng đó, thì mình không bao giờ đói, thật ra vị đó không có lo đi kiếm Phật tử, không có lo ngoại giao xã giao với đàn tính, chỉ lo tập trung vào tu không, thì cái niềm tin đó nó có cuồng tính không, nó có quá không ở cái tỉnh nữa, thưa tôi Tư Quyền. Và để thỉnh Thượng tọa Tư Quyền trả lời xong câu 3 sẽ trở lại với Thượng tọa Pháp Đăng câu số 2. Kính thỉnh Thượng tọa Tư Quyền. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ, dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Pháp Đăng, Thượng tọa Pháp Tân, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Thượng Tri, Đại Đức Nhân Tâu, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng Đại Diện Di. Thế chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử, và câu hỏi rằng một người tin rằng tu tập tinh tấn sẽ không bao giờ đói, sự tin tưởng ở việc này có cuồng tính chăng? Sư Tăng Đàm mà nói, chúng ta nói trên từ tu tập thì sẽ không đói, xưa nay thì chưa có bao giờ tu nào mà đói cả, thì đây là sự thật. Thì nếu chúng ta có một niềm tin như vậy, và cái niềm tin đó để mà chúng ta nghĩ rằng nó có hai điều. Rồi người ta sẽ cúng cho mình không cần đi tìm cái vật thực. Đó chính là một cái điều khác. Có những người khi suy nghĩ như vậy và có được cái sự cúng dường một cách trực tiếp. Nhưng có những người chưa chắc được như vậy. Và chúng ta phải có một cái khởi động. Mà nếu chúng ta tin tưởng một cách mãnh liệt và một cái mãnh liệt như thế, hay là tin như vậy có cuồng tính chăng, thì quả thật thì cũng... Nếu như đứng trong cái nhìn thì chúng ta thấy cái bình thường thì chúng ta thấy hơn ai cũng hơi tự tin quá vậy. Nhưng điều mà sự thật ra thì nếu người ta có một niềm tin, người ta nghĩ rằng cái phước của Phật, cái phước của Tam Bảo, cái phước tu thì đó cũng là một cái điều tốt chứ không phải là một điều xấu. Còn tự chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu như thế này sẽ được như thế này, và chúng ta tự tin và tự mãn như vậy thì nó đưa ra một cái cuồng tính, một cái đại ngôn rất lớn. Người vậy cho nên phải nói rằng nếu như ai mà có một sự tu tập mà không suy nghĩ tới cái chuyện mà ăn uống đối khác gì thì chúng ta có thể sẽ được tốt đẹp đó, chứ không có đến độ. Bởi vì thì thật ra mà nói, nếu chúng ta ở tại nơi chùa chiền tịnh xá thì nó có cái nơi, có người có gần nơi sớm lại không nói, nhưng nếu chúng ta ở rừng ở núi thì quả thật thì cũng chưa hề bao giờ mà đối khác bao giờ cả. Có thể nói xưa và nay trong lịch sử Phật giáo thế giới chưa hề có người tu nào mà đối cả. Ngay cả nếu chúng ta đi qua một bước nữa mà nó hơi nhắc chân, nó chính là chúng ta qua ngay cả bên Tây Tạng đó. Cái xứ mà nó khắc nghiệt, cái xứ mà nó khó khăn vô cùng, rau không có, cỏ không mọc được, chứ đừng nói chi mà tìm một miếng rau, một miếng canh, thì đó rất là khó, mà họ cũng vẫn tồn tại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là nếu như tin như vậy, hỏi rằng mãnh liệt quá đó có phải cuồng tính chăng, thì kính bạch thượng tọa là có nghĩ rằng là cái đó tùy theo một cách nghĩ. Nhưng điều nếu cho rằng đó là một sự cuồng tính thì chúng ta nghe nó hơi có một cái sự thụ động, một cái có một cái sự ỷ lại quá. Nhưng điều phải rằng trong cuộc tu này thì phải có những người cũng dốc mình và dốc sức như thế, nó là như vậy đó. Và có một người có một quyết tâm cao cả như vậy, và họ không sợ chết, cũng không sợ đói, và cũng chưa bao giờ có một cái tình huống nó xảy ra mà để mà không ai không biết không gì cả. Nhưng cái thứ quý vị, cuối cùng thì trong cuộc sống mà niềm tin của chúng ta suy nghĩ như vậy, nhưng đến khi mà lãng người, đến khi mà đói quá thì chắc chắn rằng họ cũng phải
tìm cách để mà có cái vật thực thôi, chứ không thể nào mà nói rằng là ngồi chờ sung rụng thì nó tinh thần đó thì nó là khác, tinh thần ngồi chờ sung rụng đó thì cái này nó quá là tiêu cực, mà nó quá là yếu kém. Và trên cái tinh thần tu tập thì đành rằng chúng ta tu không ước nguyện là vật thực, nhưng có vật thực mới là nuôi dưỡng cái sắc thân này. Đây là sự thật. Sape sata ahara thittika, tất cả chúng sinh di tồn do nhờ vật thực, nó lại như thế. Thì trên cái nhận tập có nghĩa rằng có những lúc chúng ta phải làm việc, chúng ta phải tự tin như vậy, nghĩ rằng cái chuyện làm sao mà mình có đủ tiền để mà mình xây dựng một đại lam, một cái đại tự già lam, một cái to lớn và nó nguy nga hoành tráng như vậy. Nhưng nếu như một vị trụ trì, một người đó có cái tấm lòng thành phụng sự tam bảo giờ việc này, thì nó được một cái sự trợ giúp của đại chúng và của chư thần chư thiên, ngay cả cái quay lực của Phật, cái phước của Phật là như thế. Và chúng ta phải khẳng định và tự tin là thế. Con nói kính bạch sám hối thượng tọa, ngay cả thượng tọa đó, bao nhiêu năm nay hoàng dương các nơi, chứ bây giờ thượng tọa đó, thượng tọa có cả tỷ cả triệu đô la để mà làm việc không này. Nhưng khi mà thượng tọa có thể làm những việc nó hàng tỷ như vậy, hàng trăm, hàng triệu, hàng ngàn như vậy, nhưng cái đó là cái vậy cho mình có một niềm tin, hay là mình tự tin quá phải không? Mà mình có một cái sự dũng mạnh, mình nghĩ rằng mình phải làm được, sẽ làm được. Và đó chính là tam bảo. Thì đứng trên cái nhìn của chính con, nếu một người tu mà tinh tấn, thì nếu mà nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đổi, thì sự niềm tin đó, nó chưa chắc nó lại là một cuồng tín đâu, mà nó là nhiều khi đó là một sự tích cực để tu tập, để sự chuyển hóa, chứ không phải là một cuồng tín. Dạ, không có điều xin trình bày như vậy. Nếu mà tôi tin cuồng tín như ngày mô Phật A Di Đà. Sa thú kính trưng truyền thống chủ nguyện, truyền thống pháp, truyền thống đạo pháp đăng, không biết truyền thống có nghe được không? Nếu tập đang nghe được, xin truyền thống trở lại với cô số 2. Khi nãy truyền thống đang bị gián đoạn nửa chừng, không biết truyền thống pháp đăng có nghe được không? Oh, dạ, sa thú, xin truyền thống có nghĩ trả lời là tại sao trong bài kinh này đó, chúng ta mới nghe có vẻ như là mình muốn điều này nhưng mình lại làm điều kia. Ví dụ mình muốn đàn tính được lợi lạc, muốn quyến thuộc được hạnh phúc, muốn các bạn đầu Phật hạnh thương tưởng, muốn đầy đủ thứ vật dụng, nhưng mà mình lại lo tu, lo giữ giới thôi. Xin cái thỉnh như vậy. Hello. Dạ, nãy nói thì nó bị gián đoạn. Quý vị nghe được thì chúng tôi sẽ cố gắng nói cho quý vị. Thật sự là khi mà chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là bậc thiên nhân chỉ đạo sư, và Ngài biết rằng cái truyền thống của chư Phật. Chúng ta thấy cái thời kỳ Đức Phật độc giác cũng vậy, các Ngài đi khất thực đó, thì người ta sẽ cúng dường. Và chắc tất cả các vị độc giác Phật cũng đều đi khất thực. Đó là cái đời sống mà nuôi mạng của vị tỳ kheo. Khi mình nói rằng xong mình hành đúng với giới luật của Đức Phật đó, thì mình sẽ làm cho quyến thuộc bà con xóm làng được an vui. Bởi vì chúng ta thấy thường thường những người Thái mà họ không có đặt bát được, họ rất là buồn, họ nghĩ mình hưởng hết cái phước của mình không làm được phước mới. Nên thường thường những cái sứ quốc giáo đó, chư Tăng đi bát, đó là cái việc làm của chư Tăng mỗi bữa, mỗi ngày. Và cái việc làm của người cư sĩ là họ cúng dường vật thực đến chư Tăng. Thành đây mà nói đến một cái người mà giữ giới luật á, giữ đúng theo cái giới luật của Đức Phật á, thì chúng ta sẽ có được rất là nhiều những cái hạnh phúc cho bản thân của mình. Mình nói là tứ bốn món vật dụng, và mình làm cho bạn đạo, có nghĩa là cũng hoan hỷ, tại vì mỗi người cũng đều thực hành ấy như vậy hết. Nó trở thành một cái sức mạnh truyền thống mà thường thường chúng ta thấy rằng những cái sứ mà họ đi khất thực như vậy đó, họ trở thành cái hình ảnh mà sức mạnh của cái đời sống tu tập mà những người cư sĩ họ có dịp để họ hộ trì cúng dường. Thì
Cái điều đó là một cái điều rất là đặc biệt, rất là đặc biệt mà Đức Phật dạy nói. Vì Ngài biết được cái việc mà mình tu tập, mình muốn được bốn món thực dụng, hay muốn được bạn đạo, hay muốn được những người cư sĩ đàn tính có phước nhiều, thì mình cứ hành đúng theo lời dạy của Đức Phật, là mình giữ những cái giới luật, tu tập theo những giới luật. Chứ không phải như người đời, thường người đời thì họ muốn muốn có lúa nhiều thì họ phải đi làm trồng lúa. Còn thực sự thì đối với Đức Phật thì Ngài biết những người mà ở đời khi mà họ có lòng tin thì họ sẽ tạo phước. Bởi vì thường thường họ biết rằng chư Tăng đi khất thực là cần vật thực nên họ cúng dường. Và những cái hình ảnh đó mỗi ngày như vậy, nên thường thường chúng ta thấy những xứ như Campuchia, Lào mà buổi sáng mà đi bát như vậy trở thành cái truyền thống. Và cho đến những giờ những người ngoại quốc đó họ nhìn vào chư Tăng đi bát buổi sáng họ cũng quan. Và họ cũng trở thành những người mà sắp xếp cái thời gian đi cúng dường đặt bát. Chúng ta thấy như mình đi qua bên Lào mình thấy cũng rất là hoan hỷ là như vậy. Thì theo con nghĩ rằng á, Đức Phật là bậc thiên nhân và đạo sư, vì Ngài biết được tất cả những cái điều lợi cho mình, lợi cho người. Đó là cái nền tảng giới luật mà vị Địa Khu thực hành theo đúng như Đức Phật cái truyền thống. Bởi Đức Phật Ngài nói với vua Tịnh Phạn Dương là cái truyền thống của chư Phật ba đời là đi khất thực. Nên nó chính vì Ngài nói như vậy đó, vua Thịnh Vương Phạn Dương đã hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Nếu mà không có thỉnh cúng dường đó, thì chư Tăng đi bát thôi. Cái đó là cái truyền thống của chư Phật. Còn nếu mà thỉnh chư Tăng, nếu mà thỉnh chư Tăng cúng dường đó, thì chư Tăng sẽ nhận cái lễ cúng dường và không có đi bát. Nhưng mà nếu mà không có thỉnh tra Tăng cúng dường đó, thì chư Tăng đi bát. Như vậy đó, thì thật sự những cái giới luật của Đức Phật mà đúng, mình thực hành đúng như vậy đó, thì thật sự là mang cái lợi ích cho mình, cho người, cho cái bạn hữu của mình. Bởi vì người nào cũng hành đúng như lời dạy của Đức Phật hết, thì chúng ta thấy đó là một cái sức mạnh mà Đức Phật này nói về về cái hội chúng, hay sức mạnh của cái niềm tin của mọi người, sức mạnh của sự hành trì của mình mang lại cái sự kết quả đó. Thì theo con nghĩ rằng nhá, nếu mình thực hành như vậy thì sẽ mang lại cái lợi ích là thiết thực, chứ không phải giống người đời là họ làm cái gì phải làm, phải chung vô cái đó để có cái đó. Còn chư Tăng thì chỉ cần làm đúng theo lời dạy của Đức Phật, đúng theo cái giới luật của Đức Phật thì đã được cái sự hộ trì rồi, của chư thiên và nhân loại rồi. Thì con xin trả lời cái câu thảo luận số 2 là như vậy. Bây giờ thì con xin gửi mic lại, nếu gì cần nói thêm thì tỉnh tường tỏ. Sao thu cái chương trình tỏa Pháp Đăng, trình tỏa Pháp hình như không còn trước máy nữa. Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính nghe được, xin Đại Đức Pháp Tính hoàn thiện cho biết. Đại Đức Pháp Tính có câu danh ngôn của Việt Nam Phan Xê, ông nói rằng chúng ta phải coi chừng những cái ước muốn trong lòng mình, bởi vì thường khi chúng ta đi theo những ước muốn đó một cách chúng ta gọi là một cách không có ý thức rõ ràng, và chúng ta lặng lẽ đi theo điều đó mà chúng ta không hay. Và Đại Đức Pháp Tính có đồng ý với ý nghĩ đó hay không? Có phải là chuyện thường thường là chúng ta có những muốn thầm kín và ứng muốn hành kín đó, nó vẫn có những cái nó vẫn có một cái tác động lớn ở trong đời sống, kể cả dẫn đạo đời sống của chúng ta nữa. Đại Đức Pháp Tính có nghĩ như vậy không? Cái tin Đại Đức Pháp Tính. Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính lãnh lễ đến trường tọa Nhất Đẳng, trường tọa Thầy Quyền, trường tọa Pháp Đăng, trường tọa Minh Thành. Kính chào sư Nguyên Thông, kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Qua câu thảo luận trường tọa vừa nêu lên, thì đối với có những cái câu danh ngôn ở bên ngoài thì thường thường á, theo chúng con nghĩ rằng lấy theo cái cũng như là cái ý tưởng chung, hoặc là đã trải qua nhiều cái trường hợp, thành ra người ta rút ra được cái kinh nghiệm, người ta rút ra được cái kinh nghiệm như vậy. Nhưng mà đối với ở trong cái người mà học Phật đó, có nghĩa là mình có học theo cái lời Phật dạy đó, thì với những cái ước muốn là chúng ta điều biết được, chúng ta đều biết được. Ví dụ như là bây giờ chúng ta ước muốn, chúng ta học nhiều, học được rất là nhiều Phật ngôn,
hoặc là chúng ta ước muốn chúng ta tạo được nhiều cái thiện pháp để cho đời này và đời sau, thì những cái ước muốn đó nó được chúng ta biết hết, nó được rõ ràng hết quý vị, được rõ ràng hết. Vì cái rõ ràng đó nên chúng ta mới đeo đuổi, hoặc là chúng ta mới tinh tấn để mà chúng ta thực hiện. Còn nếu mà mình nói rằng những cái ước muốn đó mình không biết, thì nếu mà mình không biết làm sao để mà mình tiếp tục mình tạo những cái thiện pháp như cái sự mong muốn của mình. Do vậy thì theo con nghĩ rằng đối với những cái ước muốn mà mình, những cái người mà có học ở trong Phật pháp rồi đó, thì những cái ước muốn đó người ta đều biết hết. Có nghĩa là cái người nào người ta có ước muốn là như thế nào thì người đó sẽ vừa biết, do cái sự biết đó mới đeo đuổi theo cái ước muốn đó. Còn đối với những cái ước muốn mà nó thuộc về bất thiện đó, có nhiều khi đó, là chúng ta biết mà chúng ta quên đi, chúng ta biết mà chúng ta quên đi. Nếu mà nói đúng theo ở trong Phật pháp đó, những cái ước muốn mà bất thiện đó, nó làm cho chúng ta quên đi là tại sao quý vị? Tại vì là do cái vô minh, có nghĩa là do cái si ám nó che đi. Thí dụ như bây giờ mình cặm cụi, mình muốn làm giàu đi, mình muốn mình tích trữ hoặc là mình siêng năng, mình đi làm, mình để dành tài sản đồ này kia, thì do những cái sở hữu bất thiện, có nghĩa là cái si phần nó che cái tâm trí của chúng ta lại, nó không có cho chúng ta thấy hoặc là nhớ cái sự vô thường, cái sự thay đổi. Thành ra chúng nghĩ rằng là coi như là chúng ta tích trữ mùa đông mùa hạ đồ này kia, giống như là một cái người bà la môn mà một cái người thương gia mà suy nghĩ rằng mùa đông mình sẽ ở đây, mùa mưa mình sẽ ở đây, rồi khi nào mình bán hết những cái hàng hóa này rồi mình sẽ quay trở về quê hương của mình, vân vân. Thì ở đây tôi muốn nói ra cái điều này là có nhiều khi những cái ước muốn nó bất thiện, lúc đó mình vẫn biết được những cái ước muốn đó, nhưng mà do những cái động lực khác nó mạnh hơn, thành ra nó che đậy lại, nó không có làm cho chúng ta cũng như là chúng ta thấy rõ ràng rằng là cái ước muốn đó nó thuộc về bất thiện, hoặc là cái ước muốn đó nó thuộc về sai lầm đó. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này đó, những cái ước muốn, bất cứ một cái ước muốn nào mà nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta thì chúng ta cũng đều biết hết, nhưng mà do có lúc là tâm của chúng ta bị chi phối, hoặc là bị chi phối bởi những cái pháp khác nó mạnh hơn, thành ra lúc đó chúng ta có cái trạng thái như là chúng ta không biết về cái ước muốn của mình mà mình đang thực hiện theo. Chứ thật sự ra nó thì do cái tâm của mình muốn như vậy, thành ra mình mới làm những cái điều đó. Thì dù là những cái điều đó nó thuộc về thiện hay là nó thuộc bất thiện, thì cũng cái tâm mình cũng biết được những cái điều đó hết, nhưng mà do có những cái nghiệp pháp nó mạnh hơn, nó làm che khuất chúng ta, thành ra lúc đó chúng ta không có nhận ra, thì chúng ta tưởng rằng là mình không có ước muốn, chứ thật sự ra mình có ước muốn, mình mới làm những cái điều này điều kia. Đây là những cái ý của con xin được trả lời qua câu thảo luận mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thủ kính trình đại chúng Phật tử. Chí Đông Đức và Thượng Úy Phật tử, nếu chúng ta đọc vào tâm tạng Pali, đặc biệt là ở trong kinh Tạng,
có rất nhiều bài kinh đề cập đến ước muốn. Đó là một đề tài lớn, nhưng mà đôi khi người học Phật nghĩ rằng chuyện đó không quan trọng lắm. Bởi vì chúng ta quan trọng là những đề tài có tính cách là chuyên sâu. Nhưng mà kỳ thật thì với bài kinh này và nhiều bài kinh khác thì cho chúng ta thấy rằng cho dù cái ước muốn có tính cách bình thường trong đời sống hay là ước muốn của dục thần túc, cho dù ước muốn của tham dục, pháp dục hay tác dục, thì tất cả cũng nên được cẩn thận. Chúng ta sống và thường đi theo cái ước muốn của mình. Ví dụ như là có những người ước muốn có được một cái âm thức rộng rãi, ước muốn manh nha trong đầu, có cơ hội họ sẽ thực hiện. Một người ước muốn có được cái kiến thức của thắng pháp Abhidhamm, ước muốn cũng sẽ dẫn người ta đi. Nhiều khi chúng ta có những ước muốn rất là mâu thuẫn, nó tạo nên sự xáo trộn nội tại. Lấy ví dụ là có khi chúng ta ước muốn thu thập thêm tài sản, mà có đôi khi chúng ta ước muốn được nhẹ nhàng. Những ước muốn này nó chỉ là những cái xáo trộn trong đời sống. Con người mà sống mà có thể tự mình sống hòa bình với mình, không có gây xáo trộn cho bản thân với những mâu thuẫn nội tại, thì cũng được vậy. Trước nhất là chúng ta muốn cái gì? Người còn trẻ đó mà sống thiếu suy nghĩ, đôi khi họ có nhiều ước muốn nó trái chống với nhau. Thí dụ như họ vừa muốn để dành nhiều tiền và vừa muốn có cái này có cái kia. Khi mà có nhiều thứ thì phải tiêu tiền, có tiêu tiền thì không có nhiều tiền, thì như vậy hai ý muốn là mâu thuẫn. Nhưng mà chúng ta càng sống và càng có cái sự khôn ngoan hiểu biết, thì thí dụ chúng ta ước muốn là có được đời sống an tịnh nhẹ nhàng, thì chúng ta phải bớt đi cái rộn ràng. Chúng tôi có gặp một vài người rất là tội nghiệp. Họ ước muốn rằng có một cuộc sống nhẹ nhàng, hòa bình với tất cả những người xung quanh. Nhưng mà hành động và lời nói của họ đó thì nó luôn luôn tạo ra những cái xáo trộn cho cuộc sống của họ. Ở trong gia đình, hay là họ đến chùa, hoặc là họ đi bất cứ nào. Về điều này đó thì phải nhận rằng cho dù họ ở cái tuổi rất lớn đi nữa, nhưng mà họ vẫn rơi vào trong trường hợp là có những cái ý muốn tương phản. Bởi vì vậy, chúng ta nên hiểu rằng qua kinh điển và Đức Phật dạy và qua cuộc sống thực tế hàng ngày, thì những cái ước muốn trong đời sống đó là một ở trong những điều mà chúng ta nên biết quan tâm. Đôi khi chúng ta cũng phải tự đặt vấn đề rằng mình có mâu thuẫn trong cái ý muốn của mình không. Ngày xưa thưa quý vị, có một vị tu sĩ bạn của sư trưởng, vị này rất có tâm tu nhưng mà lại cũng mơ về một cái mái ấm, một căn nhà nhỏ, và sư trưởng khuyên một hồi không được. Sau này sư trưởng có làm bài thơ tặng cho vị đó: nửa muốn xuất gia nửa tại gia, nửa toan hành đạo nửa ta bà, nửa nghe thấy sự tâm nhàm chán, nửa thấy nhân gian giả thiết tha, nửa muốn độ đời quá vệ khổ, nửa vì hạnh phúc của riêng ta, nửa đời nửa đạo làm sao thế,
nửa muốn xuất gia, nửa đại gia. Nó không phải là bi kịch của một người, mà bi kịch của rất nhiều người trong chúng ta. Mình muốn cái này, mình cũng muốn cái kia. Nhưng người Mỹ có câu rằng, có nhiều người vừa muốn có được cái bánh, muốn giữ cái bánh, mà vừa muốn ăn cái bánh. Mình ăn cái bánh thì cái bánh không còn. Và nếu mà mình muốn nó còn thì mình đừng ăn. Nhưng mà chúng ta quá thật là có mâu thuẫn. Sự mâu thuẫn này vốn là đương nhiên trong cuộc sống. Nhưng mà một cái nghệ thuật sống đó, là mình hiểu rằng những ước muốn đó nó là một động lực. Động lực lớn, động lực quan trọng. Giống như người ta nói rằng cái gì mình biết được là nên làm hay không nên làm là một chuyện tốt. Nhưng mà mình làm những gì do mình biết nên làm không làm không bằng cái gì mà mình muốn, là không bằng cái gì mình khoan hỷ làm. Cho dù mình nói rằng bố thí trì giới thiền định là một việc tốt, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ đạt đến điều đó. Chúng ta phải tập làm quen, tập nghiền ngẫm, và cho đến khi nào mình thích. Một khi mình thích giữ giới, một khi mình thích bố thí, một khi mình thích ngồi thiền, thì dù là ở ngoài mưa bão, dù các cản mình cũng không ai cản được hết. Rất đơn giản trong đời sống. Thế cái đó mà mình thích rồi đó, thì do cái thích đó, tự nó sẽ đưa đẩy mình đi đấy. Nó một ở trong những cái nghệ thuật của cuộc sống đó, là nhận ra cái ý muốn của mình và biết xác định rõ mình muốn cái gì đó. Có nhiều người, thưa quý vị, kể cả ăn, hỏi họ muốn ăn gì, họ nói không biết ăn cái gì. Nhưng mà lên bàn ăn rồi đó, thì chọn lên thì món này chê, món kia chê. Khi hỏi họ ăn, bước ăn cái gì họ không biết. Nhưng mà khi dọn lên đó, thì họ bắt đầu có cái phản ứng. Thì những người đó có khi họ phải ngồi coi lại là món nào mình không hợp, món nào mình hợp. Người ta hỏi mình đưa ra một vài món hợp đốt sao đó. Nhưng mà tương đối là đỡ là phiền những người khác và cũng đỡ là phiền cho mình. Người Tây Phương họ có một câu nói nó khác với chúng ta, người Đông Phương chúng ta có khi nói là lục thập nhĩ thuận, tam thập nhĩ lập và lục thập nhĩ thuận. 30 tuổi thì bắt đầu lập thân, và 60 tuổi thì mình biết thuận theo thiên nhiên, thuận theo trời đất, thuận theo số mạng. Nhưng mà cái chuyện mà tri thiên mệnh, ngũ thập tri thiên mệnh chẳng hạn, thì thay vì chúng ta biết cái tri thiên mệnh đó, thì đến cái tuổi nào nó trưởng thành mình phải biết mình muốn cái gì ở trong cuộc sống của mình. Nếu mình tu ở trong chùa 20 năm, 30 năm mà mình chưa thật sự biết muốn gì thì mình có vấn đề. Nếu mà mình đã xây dựng một cuộc sống ở ngoài làm việc cho một tổ chức hay một cái đường sinh hoạt nào đó mà mình chỉ làm như là sự đưa đẩy của vòng đời mà mình không biết được là mình muốn cái gì, mình có vấn đề rồi. Cái vấn đề ở đây không phải là mình có tài hay không mình có tài. Có khi mình rất có tài, nhưng mà mình không biết rõ mình muốn cái gì. Người Tây Phương họ cũng nói rằng, chúng ta phải đi tìm một cái điệu nhạc trong lòng. Điệu nhạc trong lòng là một cái tiết tấu mà chúng ta cảm thấy thích nhất. Chúng ta nghe đến tâm hồn thấy sảng khoái. Cái điệu nhạc đó, nói cách khác là gãy đúng chỗ ngứa là mình biết mình muốn cái gì. Thật ra một người sống mà họ biết họ muốn cái gì đó, người khác dễ làm cho họ được hạnh phúc, và họ cũng dễ làm cho họ được hạnh phúc. Một cái người sống cả tóc bạc trên đầu mà họ không biết họ muốn cái gì đó, thì thường là có vấn đề lắm. Mình muốn cho người đi được vui, mình cũng biết người đó ngứa chỗ nào gãi, mà cũng biết làm gì cho người vui, và bản thân của họ cũng không biết họ làm cái gì cho họ vui. Đó là vấn đề. Cuộc sống của tất cả chúng ta đó, không nên coi thường cái ước muốn trong lòng mình. Bởi vì sao? Một khi cái ước muốn đó nó có rõ ràng thì chúng ta mới có cái lượng định là cái ước muốn đó nó tầm thường hay hướng thượng, ước muốn đó nó được chỗ nào hay không được chỗ nào. Chúng tôi lấy một ví dụ là bây giờ có nhiều người mở miệng ra là nói rằng tôi thích Phật Pháp, có đức tin Tam Bảo, tinh thần tu học, nhưng mà chúng tôi không thấy vì nó thích nghe Pháp,
không thấy vị thích ngồi thiền, không thích vị đất muốn đến gần các bậc cao tăng thẳng đức để mà tu học. Vị đất không muốn tụng kinh thắp nhang ở bàn thờ là không, cũng hơi nghi ngờ. Chúng ta đôi khi phải tự nghi ngờ để chính mình đặt câu hỏi, mình nói mình thích Phật Pháp, mình có thực sự thích hay không? Nếu mà thực sự mình thích Phật Pháp, mình rất là nôn nóng, rất là khoan nghĩ, rất là sẵn lòng để nghe Pháp. Chứ không phải mình nói mình thích Phật Pháp rồi, mình không vừa muốn lắng nghe Phật Pháp. Nên chi? Hãy tự đặt câu hỏi là mình muốn cái gì? Và trong cái muốn đó, mình nên hiểu rõ cái thực chất của nó. Con người mà không biết rõ mình muốn gì, nó là một bi kịch, một bi kịch của đời sống. Và mong rằng tất cả chúng ta khi mà đọc những bài kinh này hay nhiều bài kinh khác, thì mình hiểu rằng ngay cả trong sự tu tập, thì những gì mà mình mong mỏi, từ cái ý muốn bình thường cho đến một nguyện lớn, những điều đó cần được xác lập rõ ràng. Khi mà chúng ta rõ ràng thì chúng ta sẽ biết được là mình đang đi đâu, về đâu. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào trung để thuyết giảng. Lĩnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thủ. Con nguyện thông thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư vị tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm óp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc chư vị đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính nhờ cô Nhật Quỳnh hay cô Lăng Nhà Nguyệt mở kinh cuối buổi học. Xin cảm ơn. Sampang sumangkalangka kantu sabadi watasa pabuta lupa wena soti hontu nirontarang hotu sampang sumang.
Yeah.